Ta đang trên đường Hoàng Sa của Phú Nhuận. Đây là phường 17 Phú Nhuận và ngay cái tại Văn Bún Bò Huế ngay đây. Thì đây là một cái buổi nấu món chay miễn phí từ thiện của cô Hương tổ chức cùng những người cộng sự của mình tại số 650A đường Sa phường 17 quận Phú Nhuận đây. Ngày mùng 1 đầu tháng. Đây là đang chuẩn bị những cái suất mì chay để đi phát từ thiện đây. Đây là những suất ăn miễn phí cho người nghèo và những người mà già ăn chay. Đây là những người tình nguyện làm. Đây là cô Hương à. Cô Hương không thích phỏng vấn, không thích được lên TV. Vì cô Hương làm từ thiện là cũng không có mong muốn gì nhiều, chỉ thầm lặng thôi. Đây là của món linh nữ rồi đó, còn mình đó thôi. Còn cái này gọi là cái gì chị? Đây là đùi gà, đùi chay, đùi chay. Đùi gà chay đây. Bỏ cho nữa. Để chị học đây. Thấy chung nước đúng rồi vô rồi mày. Thấy bịch, mỗi bịch 10, mỗi cái là 10 bịch. Giống ai đâu. Cô hay làm từ thiện với lại cô Hương lâu chưa cô? Lâu rồi. Dạ, cô cũng nhà gần đây luôn chứ? Gần. Dạ. Đây là cái khu vực nước lèo, đang múc nước lèo cho cái món mì chay đây. Đây là cô Hương đó, người đeo giỏ đen đó và những người hoạt động từ thiện với mình. Nấm đông cô. Nấm đông cô dành cho những món chay quen thuộc đây. Và đây là nước lèo của cái món mì chay. Rồi cho ta từ chờ 5 phút. Đây là những người già, những người nghèo. Nga buông tay ra lấy của Nga đi cho xong. Sẽ được cô Hương và những người cộng sự của mình nấu cái món chay từ thiện miễn phí để ăn trong ngày đầu tháng của tháng 8. Bịch đâu? Phải không rồi bạn chứ bịch đâu? Đây là những người già, những người mà có thu nhập thấp, những người mà đi bán vé số hoặc là những người thích món ăn chay thì có thể tới đây ăn miễn phí, mỗi người một suất. Do mấy chị, mấy cô và những người cộng sự với lại cô Hương chuyên làm từ thiện ở các chùa, ở các trung tâm thay nhau làm. Những cái phần rau được chuẩn bị sẵn đây với lại đầu hũ với lại chả chay. Cái này là cải. Chúng ta đang ở phường 17 quận Phú Nhuận. Chúng ta đang trên cái bờ kè Nhiêu Lộc đây. Ở dưới Nguyễn Trỗi một tí xíu. Đó, cầu Công Lý trước mặt chúng ta. Và ngay đây, hôm nay ngày 1 đầu tháng 8 âm, thì cô Hương với lại cộng sự, những người hay làm từ thiện với mình đang nấu cái món chay miễn phí dành cho người nghèo, những người ăn chay. Rất là đông. Đây là những người mạnh thường quân hỗ trợ công việc cho cô Hương đây. Người rất là tốt, có tấm lòng nhân ái, từ bi cùng phụ cô Hương và những mạnh thường quân nấu nướng và phân bì bỏ vô trong những cái túi để đi phát cho những người nghèo, những người lao động thấp, những người già thích ăn chay và tốt sức khỏe. Không, cái này là bao nhiêu bịch à? Rồi đủ rồi đó. Đủ rồi. Ở đây khu vực nào đây anh? Ở trên chợ Thái Bình đó. Chợ Thái Bình hả anh? À, chợ Thái Bình đó, ở chợ Thái Bình. Phát. Anh chở tổng cộng là bao nhiêu suất trên cái xe này? 70. 70 suất cho người nghèo. 70 đủ chưa? Đó, những cái suất mì chay, những cái bì nước lèo và những bì bún chay cùng rau được vận chuyển đi chợ Nguyễn Thái Bình.
quanh khu vực này, người già, những người bán vé số hoặc những người ở tỉnh vô đây mà làm việc để bươn chải kiếm sống, hoặc là những người già thích ăn những cái món chay, thì cô Hương cùng những người đồng sự của mình đang tổ chức một cái bữa nấu ăn đầu tháng, nhân ngày đầu tháng 8 âm lịch vừa qua tháng 7 cô Hồ, cho những cái món ăn chay. Đây là nước lèo của món bún chay phải không ạ? Không, ăn mì vịt tiềm nữa nha. Mì vịt tiềm chay, mì vịt tiềm chay nha. Em chị Hương. Hôm nay là mình nấu bao nhiêu món chị ha? Hai món bún bò quế chay, mì vịt tiềm chay. Dạ. Mình hôm nay là tổng cộng là bao nhiêu suất ạ? Cả ngàn suất ơi. Dạ. Sao chị phải thực hiện nha? Đây mấy chị ơi, nóng lắm. Người nào cũng có, cứ bình tĩnh. Đó, cô Hương đang ngồi sau đó, cái túi đen đó. Đây, em cô Hương đang múc mì vịt tiềm chay. Và những người già. Đó, những người phụ của cô Hương. Bây giờ thấy không chưa? Đây là mấy cô, những người mạnh thường quân hay làm từ thiện với lại cô Hương đây. Đây cô Hương là đại diện thôi. Còn những cái tấm lòng nhân ái từ bi, cống hiến sức lực và của cải của mình cho những người nghèo, những người có lao động thấp, hoặc là những người đơn côi. Rất là đông vui. Bên này là cái quầy mì chay. Đó. Còn bên cái quầy mà đông đúc này là mì vịt tiềm chay. Là quang cảnh của cái nồi bếp mì vịt tiềm chay. Đó, cô Hương là cái cô bới tóc qua đây là. Rồi trước cô Hương là em cô Hương và những người mạnh thường quân. Rất là đông, người già, những người nghèo, người có lo. Có nhiều lắm. Đây là bún này. Cô Hương đang phát cho mọi người đây. Đêm rồi. Rất là nhiều phần mì. Đây. Qua anh kia xin cái bao bí rồi. Tới nay thì cô Hương làm từ thiện được bao nhiêu năm rồi ạ? Năm nào cô cũng từ thiện hết trơn á. Em muốn ăn thử không? Làm cho em một tô không? Rau của cái món mì tiềm chay đây. Cô Hương và những mạnh thường quân cộng sự của mình đang tích cực phục vụ rất là đông bà con, những người già, những người có lao động thấp tại đây. Nói chung là không phải là người nghèo, nhưng mà những ai mà yêu món chay thì sẽ được một hai bì để ăn. Nó không phải chơi vậy đó, tạm bộ ở đây hết lại nha. Không phải nó có chơi vậy đó nha. Đi quậy nè, múc lên nè chơi. Nồi nước súp rất là to dành cho món mì vịt tiềm chay, và rất là đông bà con ở đây quay xung quanh cô Hương, người hay làm từ thiện hay giúp đời đây. Đó, cô Hương là cái cô mà búi tóc ngồi phía sau đó. Đây là những người em của cô Hương. Đây là tài số 650 Hoàng Sa, phường 17 quận Phú Nhuận. Vô, nước sôi. Đây nè.
rất là chu đáo, rất là tận tình. Ngoài cũng là những người cộng sự của cô Hương đây, những người thân của cô Hương. Vô lại giùm cho ta chứ. Ngoài, ngoài cháu hỏi là ngoài hay nấu từ thiện với cô Hương không? Bà con, khi ở đâu từ thì có, ở đâu thì có. Mình nấu theo từng tháng hay là sao vậy? Từ chưa? Những người thích món chay có thể tới đây và xin một vài suất về cho những người gia đình của mình. Một cái này là bún bò Huế chay, mì xào chay. Không có mì đâu. Thôi, mọi người đã có thức ăn, mọi người đã đi hết rồi. Rồi là quang cảnh cuối cùng, tổ chức nhà cô Hương cùng những người thân của mình. Rồi. Bớt đông rồi, còn có vài người à.